Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với bạn một trang web rất là thú vị giúp bạn có thể dịch qua lại giữa các ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt sẽ rất hữu ích cho bạn muốn dịch để hiểu các cái nội dung, các bài báo bằng tiếng Anh hoặc đơn giản là bạn muốn dịch các bài viết của bạn từ tiếng Việt ra tiếng Anh. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Trang web mà tôi muốn giới thiệu với bạn đó là cái trang có tên là Medcap và bây giờ tôi sẽ truy cập vào cái trang web đó bạn có thể nhìn thấy cái thông tin của trang web tôi để ngay ở trên màn hình và đây chính là cái màn hình chính của cái trang Medcard thì ở đây chúng ta thấy là gì à, chúng ta có các cái ô lựa chọn này ở đầu tiên này chúng ta có thể đánh vào cái project name tức là chúng ta có thể đặt một cái tên của một cái dự án dịch nào đó của chúng ta ở đây thì chúng ta thấy nó cho phép chúng ta chọn ngôn ngữ tức là chúng ta chọn một cái loại ngôn ngữ thứ nhất và nó có thể dịch sang cái loại ngôn ngữ thứ hai giả sử như là chúng ta ở đây chúng ta chọn là tiếng anh và chúng ta dịch sang tiếng việt ngoài ra chúng ta cũng có thể kích vào đây chúng ta thấy có rất nhiều các loại ngôn ngữ khác nhau chúng ta có thể chọn là cái ngôn ngữ gốc của cái văn bản của chúng ta là gì sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái ngôn ngữ mà chúng ta muốn dịch ra ở đây nó hỗ trợ rất là nhiều các loại ngôn ngữ và bạn có thể thoải mái lựa chọn để dịch qua dịch lại Đối với bạn thì tôi cho rằng là chúng ta quan tâm nhất đó là gì? Là tiếng Anh Các cái bài bài tiếng Anh thì chúng ta sẽ chọn là tiếng Anh Tiếng Anh là English US hoặc là chúng ta chọn là English Nó có hai cái, nó có một số các cái nhóm English ấy, đúng không? Chúng ta có thể chọn English US hoặc là English của các cái nước khác này đúng không? Các kèm này Chúng ta có thể chọn English US hoặc là English cũng được đúng không? Đấy, từ tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt Ngược lại chúng ta cũng có thể chọn ở đây là từ tiếng Việt để dịch ngược ra tiếng Anh hoặc là ra các cái ngôn ngữ khác nữa. Ở cái phần Select Subject này này thì chúng ta có thể chọn là General để nó có thể dịch ra một cách gọi là gì à, cơ bản đúng không? Hoặc là nếu giả sử như là các cái tài liệu của bạn nó tập trung về một cái chuyên ngành nào đó. Ở đây nó có rất nhiều chuyên ngành này, chuyên ngành về kế toán này, chuyên ngành về kiến trúc sư này chuyên ngành về ô tô về hóa học này hoặc là bạn có thể dịch về cái chuyên ngành về y của chúng ta chẳng hạn Medicine nữa, này chúng ta có thể chọn là Medical, and Pharmaceutical chẳng hạn. Nếu mà các cái bài báo của chúng ta là các bài báo quốc tế mà liên quan đến cái ngành y, đấy. Còn ở phần cuối này thì chúng ta cũng không cần quá quan tâm. À, như vậy là xong rồi. Và bạn lưu ý là gì? Cái trang web này nó cho phép chúng ta dịch uh, các cái tài liệu với các cái nền tảng rất là khác nhau. Ở đây họ cho phép là chúng ta sử dụng 79 cái loại uh, nền tảng khác nhau và tất nhiên trong này chúng ta thấy là gì thường thì chúng ta sẽ sử dụng là các 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 cái văn bản dạng uh, doc tức là dạng uh, word ấy, đúng không Microsoft word hoặc là chúng ta uh, dịch bằng các cái văn bản mà dạng pdf đúng không các bài báo của chúng ta thường là pdf đấy thì uh, chúng ta sẽ có hai cách một là chúng ta sẽ click vào đây click vào đây để chúng ta lựa chọn cái nơi đấy nó sẽ hiện ra cái nơi mà chúng ta uh, để cái văn bản của chúng ta Đấy, thì sau đó thì chúng ta chọn văn bản của chúng ta thì nó sẽ tự động nó tải lên hoặc là đơn giản bạn có thể để cái văn bản của bạn ở đâu đó sau đó thì bạn gắp cái văn bản đó và thả vào trong cái ô này thôi đấy giả sử như là tôi có một cái bài báo chẳng hạn đấy, bài báo này là cái bài báo của tôi và tôi sẽ lựa chọn nó và tôi sẽ kéo nó vào đây đấy, khi mình kéo cái văn bản mình vào đây thì nó sẽ hiện ra cái dấu cộng màu xanh đúng không đấy nếu chúng ta chúng ta cho vào đây một cái nó thành cái, cái cộng màu xanh Đấy, chúng ta chỉ cần thả tay ra một cái thôi thì nó sẽ tự động nó à, cập nhật và nó tải lên trên cái trang web này. Các bạn lưu ý là các cái tài liệu mà khi mà tải lên thì cái trang web này nó cũng chỉ có thể hỗ trợ là chúng ta có thể dịch với một cái số lượng trang nhất định thôi. Nếu mà những cái cuốn sách mà nó có cái lượng cái số lượng trang quá lớn chẳng hạn, quá nhiều chẳng hạn thì đôi khi bạn đưa lên đây thì nó sẽ không dịch cho, cho bạn được. Và để mà có thể giải quyết vấn đề này thì bạn cần phải chia nhỏ cái tài liệu của bạn ra Tất nhiên là bạn có thể test thử xem là cái trang web này nó có thể cho phép dịch tối đa là bao nhiêu trang Thế nhưng mà theo tôi thì chúng ta nên dịch những cái tài liệu nào đó mà có cái số trang nhỏ hơn 40 trang Thì nó sẽ tương đối là dễ dàng Chúng ta chờ một lúc để cho cái hệ thống nó tải cái file này lên Và sau khi tải xong rồi thì chúng ta kích vào phần Analyze này nhé để Kích vào đây một cái này Đấy thì hệ thống nó sẽ phân tích và sau đó thì nó sẽ dịch ra cho chúng ta một cách rất là nhanh chóng ở đây thì nó yêu cầu là chúng ta cần phải đăng ký một cái tài khoản thì tùy bạn có thể đăng ký hoặc là không đăng ký để chúng ta có thể đóng lại nhé Đấy. và như bạn thấy ở đây thì cái hệ thống này nó đang làm việc và nó đang xử lý cái văn bản của chúng ta để chúng ta sẽ chờ một lúc Đấy, như vậy cho đến lúc này là nó đã dịch xong cho chúng ta rồi và bây giờ chúng ta chỉ cần kích vào cái Translate này thôi nhé Click vào đây một cái này Và lúc này thì nó đã sẽ chuyển cho chúng ta sang một cái trang mới và cái trang mới này thì nó sẽ Dịch cho chúng ta Ở đây nó dịch rất là chi tiết, nó sẽ dịch uh, cắt ra từng cái câu nhỏ sau đó nó dịch và nó sẽ lựa chọn ra những cái cái từ mà nó phù hợp nhất có các lựa chọn phù hợp nhất đấy thì chúng ta có thể chúng ta có thể lựa chọn theo từng cái tình huống này đấy, trong trường hợp mà chúng ta thấy cái cái nào nó phù hợp thì chúng ta có thể lựa chọn đúng không đấy để nó tách ra từng cái câu nhỏ thì rất là tiện từng cái câu nhỏ và nó dịch từng cái câu đấy cho chúng ta thế thì nếu mà chúng ta quan tâm chúng ta có thể hiệu chỉnh luôn từng cái từng cái đoạn dịch này còn trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là nó cũng ổn rồi thì chúng ta có thể kích luôn vào cái phần mà mũi tên chỉ xuống này này mũi tên chỉ xuống nhé Để chúng ta có thể kích vào cái phần Draft này đấy đấy như vậy là cái hệ thống nó đã tải xuống rồi và bạn thấy là gì lúc đầu cái văn bản của tôi là như thế này đấy đây là cái văn bản gốc của nó này đây là cái bài báo tiếng Anh này và bây giờ thì sau khi tôi kích vào cái phần cái mũi tên chỉ xuống này tôi kích cái Draft này kích vào này và tôi đã tải được cái phần dịch của nó về rồi và bây giờ tôi sẽ mở nó lên nhé thì nó tự động nó dịch và nó chuyển sang cái văn bản word cho chúng ta luôn đấy chúng ta mở ra chúng ta thấy là gì nó đã dịch cho chúng ta sang một cái văn bản word đấy. và hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn đấy dịch thì cũng tương đối là chuẩn đấy chúng ta có thể tham khảo đấy Tất nhiên là về format, về cấu trúc của nó thì có thể nó sẽ bị lệch lạc thêm một chút. Nhưng mà, cái, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là các cái câu chữ thì nó đã dịch cho chúng ta từ tiếng Anh ra tiếng Việt. Và tôi uh, kiểm tra thì tôi thấy là nó cũng uh, tương đối là sát nghĩa. Đấy. Đấy là từ tiếng Anh mà dịch ra tiếng Việt. Bây giờ chúng ta test một tí nhé. Chúng ta có thể dịch ngược lại từ tiếng Việt sang tiếng Anh, đúng không? Chúng ta có thể kích vào made này để chúng ta quay trở về trang chủ của nó và giả sử như là tôi có một cái văn bản thì đây chỉ là một cái văn bản mà tôi copy tôi copy ở trên một cái trang web này, đúng không đấy và bây giờ tôi sẽ dịch cái trang bạn ở trên cái văn bản này nhé thì tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ lựa chọn là đây là gì là tiếng việt này đấy, tiếng việt nhé để đánh chữ tiếng việt vào và tôi dịch ra tiếng anh này english này tôi có thể chọn là English US hoặc là English chung tùy tôi giả sử như tôi chọn là English US nhé Đấy. và bây giờ tôi sẽ gấp cái cái văn bản đó tôi thả vào đây thấy chưa Đấy. bạn có thể đánh tên project thì tùy có thể đánh và không đánh sau đó bạn kích vào Analyze nhé Đấy. chúng ta đóng cái này lại này Đấy. chúng ta chờ một lúc để cho cái hệ thống nó dịch xong đã nó sẽ phải mất một chút thời gian để nó dịch Và khi chúng ta chờ một lúc thì hệ thống nó dịch xong thì nó có cái từ là complete và nó có cái dấu xanh như thế này Có nghĩa là nó đã dịch xong rồi Và lúc này thì chúng ta kích vào cái translate nhé Kích vào translate này Đấy Và lúc này nó sẽ mở sang một cái uh, trang mới Và hệ thống nó sẽ tiếp tục nó kiểm tra lại các cái câu Nó sẽ chia nhỏ ra cái câu nhỏ nhé và sau đó thì nó sẽ dịch, đấy, nó sẽ dịch, nó sẽ dịch từ tiếng việt này ra tiếng anh này đấy, rất là thú vị đấy. và bạn sau sau khi mà nó dịch xong thì chúng ta sẽ kích vào cái mũi tên chỉ xuống này và chúng ta kích vào cái draft nhé ở phía dưới này cái từ original tức là gì nó sẽ tải xuống cái file gốc đúng không? thế còn chúng ta kích vào draft tức là gì là nó đã dịch ra ra một cái ngôn ngữ mới rồi đấy chúng ta kích vào và nó sẽ tải xuống cho chúng ta một cái văn bản mới và chúng ta mở ra đúng không? đấy thì đây là đây là cái văn bản mới và nó đã dựa vào cái văn bản cũ của chúng ta à, dựa vào cái văn bản gốc của chúng ta từ tiếng Việt nó đã dịch ra tiếng Anh đấy. trông cũng tương đối là chuyên nghiệp đúng không? và lúc này thì bạn hoàn toàn có thể quay trở lại cái trang gốc của nó và bạn có thể thử à, dịch từ các cái ngôn ngữ khác nhau đúng không? và bạn có thể lựa chọn à, theo các cái chủ đề mà như lúc đầu tôi đã hướng dẫn nó nếu mà cái chủ đề của chúng ta về một cái chuyên ngành nào đó thì chúng ta sẽ chọn đúng cái chuyên ngành, còn không thì chúng ta để là general thì nó sẽ dịch ở cái ngôn ngữ à, gọi là trung lập. Rồi, hy vọng cho đến đây thì bạn đã có thêm một cái công cụ mới để bạn có thể vượt qua được cái rào cản ngôn ngữ. Và tôi sẽ dừng cái video này ở đây, hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Nếu mà bạn thấy video này hữu ích thì nhớ like và nhớ đăng ký kênh của tôi. Nếu mà bạn có câu hỏi gì thì có thể để lại trong phần comment ở phía dưới xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi